Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Và ngày hôm nay thì tôi lại có mặt ở đây để giới thiệu tới quý vị và các bạn những mẫu thiết kế do đội ngũ Mark Home thiết kế và thi công trọn gói. Tôi đã từng sử dụng thiết kế và thi công của Mark Home. Tôi rất yên tâm và hài lòng từ kiểu dáng thiết kế cho đến chất lượng thi công. Mark Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Trước khi đến chi tiết của công trình ngày hôm nay thì như thường lệ tôi xin giới thiệu sơ qua về Mark Home. Mark Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Với đội ngũ nhân sự đông đảo thì chúng tôi đang thiết kế và thi công trọn gói trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập trang web cũng như là website bên cạnh trang YouTube mà quý vị và các bạn đang theo dõi. Chúng tôi có trang Facebook là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Với hơn 44.000 lượt theo dõi, quý vị có thể theo dõi những cái mẫu thiết kế cũng như là những cái chương trình khuyến mãi mà chúng tôi đang dành cho khách hàng. Nhân dịp đầu xuân năm mới 2022 xuân Nhâm Dần thì chúng tôi đang có chương trình khuyến mại là nhà mới, quà tới và Tết vui phơi phới. Hoàn trả 100% chi phí thiết kế khi quý vị và các bạn đăng ký gói thi công trọn gói hay là giảm 10% phí thiết kế khi ký kết hợp đồng online. Với những quý vị và các bạn đăng ký gói thi công trọn gói trước từ 3 cho đến 8 tháng thì chúng tôi sẽ chiết khấu từ 3 cho đến 8% giá trị công trình khi quý vị và các bạn ký kết tùy theo thời gian của quý vị nhé. Mọi chi tiết thì quý vị vui lòng liên hệ tới các số điện thoại hotline chúng tôi đang để trên màn hình hoặc là truy cập fanpage của chương trình là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home ở trên Facebook. Quý vị cũng có thể truy cập trang web là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở đây thì chúng tôi cũng để những mẫu nhà rất là chi tiết mà chúng tôi đã thiết kế và thi công trọn gói cho các gia đình. Mọi chi tiết thì quý vị cũng có thể vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của công ty như là 096 445 8888 để nhận được những tư vấn sớm nhất quý vị nhé. Trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay thì chúng tôi đã thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình anh Lương Ngọc Huyền có địa chỉ tại Đông Quan, Đông Hưng, Thái Bình. Đầu tiên thì chúng ta xem xét đến về phần ngoại thất nhé. Với công trình này thì chúng ta có thể nhận ngay đây là một công trình mái Nhật 2 tầng mang kiến trúc tân cổ điển. Những cái đường nét tân cổ điển thì quý vị có thể nhận thấy thì đầu tiên là những cái phần sảnh của chúng ta sẽ sử dụng những cái phần hệ mái vòm. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ trang trí một số những cái phần phào, chỉ và hệ đắp vẽ. Và về màu sắc của chúng ta thì cũng rất là sang trọng đúng không ạ? Nó nổi bật lên cái đường nét tân cổ điển cho công trình này. Chúng tôi đã kết hợp cái hệ mái ngói màu xanh kết hợp với những cái phần tường màu trắng rất là nổi bật. Những cái phần chân công trình này thì chúng tôi cũng hoàn toàn ốp bằng gạch thẻ hay là đá thẻ để mang lại sự sang trọng, sự chắc chắn cũng như là bền bỉ với thời gian cho công trình này quý vị nhé. Đằng trước thì chúng tôi cũng trang trí những cái phần bồn hoa, những cái phần tiểu cảnh. Những cái đường nét tân cổ điển nó sẽ hơi khác một chút so với những đường nét hiện đại, đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái phần đường nét rất là mềm mại như là phần sảnh của chúng tôi sẽ làm phần vòm, chứ chúng ta không làm những cái phần thẳng đứng nữa. Và những cái phần lan can ở đây thì cũng được sử dụng bằng sắt sơn tĩnh điện, nó rất là mềm mại, uyển chuyển, nó phù hợp với cái phong cách thiết kế hiện đại của công trình. Ở phần sảnh chính thì chúng tôi vẫn sử dụng chất liệu đó là gỗ lim. Còn những cái phần cửa sổ hay là những cái phần cửa đi thì chúng ta sử dụng bằng những cái phần nhôm hệ nhé. Quý vị có thể nhận thấy được những cái phần cửa sổ chúng ta cũng sẽ vẽ được rất là chi tiết những phần phào chỉ để làm sao cho những ngôi nhà của chúng ta nó phù hợp với cái phong cách mà chúng ta sử dụng. Chứ không phải là ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng những cái phần phong cách tân cổ điển ở những cái hệ cột đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lại sử dụng những cái phần cửa sổ giống như là những thiết kế hiện đại thì nó làm lệch cái phong cách của chúng ta đi. Ở đây thì chúng tôi cũng sử dụng hệ mái Nhật cho công trình này. Quý vị có thể nhận thấy thì sử dụng mái Nhật cũng vô cùng là phù hợp đúng không ạ? Chúng ta cũng không lo lắng về cái việc là
nó sẽ làm cho cái công trình của chúng ta nó phá vỡ đi cái phong cách, mà nó vẫn tạo cảm giác rất là sang trọng, rất là uy nghiêm. Và ở đây thì quý vị có thể nhận thấy được việc mà chúng tôi sử dụng hệ mái Nhật nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến phong cách và vẻ đẹp của ngôi nhà này. Ngôi nhà của chúng ta vẫn rất đẹp và sang trọng, đúng không ạ? Các kiến trúc sư của chúng tôi cũng đã vẽ rất là chi tiết cho công trình này, từ hệ cổng như quý vị nhìn thấy thì chúng ta cũng sử dụng những cái phần hệ cổng sắt sơn tĩnh điện, hoặc là quý vị và các bạn cũng có thể sử dụng hệ cổng nhôm đúc để làm cho không gian của chúng ta nó được sang trọng hơn. Và đằng trước thì chúng ta sẽ trang trí bởi những cái phần tiểu cảnh cũng như là những cái phần bàn trà ở bên ngoài để giúp cho gia đình tận hưởng cái không khí. Ở đây thì quý vị có thể nhận thấy được những cái hình ảnh 3D mà chúng tôi vẽ rất là chi tiết và phù hợp với công trình của anh. Chúng ta sẽ có ao cá ở phía trước nhà quý vị nhé. Đây là công trình thực tế của gia đình anh mà chúng tôi thể hiện chi tiết ở phần 3D. Và phần phía mái sau nhà thì chúng tôi cũng để những phần tét nước cũng như là thái dương năng để giúp cho gia đình chủ động nguồn nước cũng như là giúp cho gia đình tiết kiệm về phần điện năng. Với phần cổng thì chúng tôi sẽ để đủ cho chúng ta có thể là đi một chiếc ô tô cũng như là những cái đường giao thông rất là thuận tiện. Và với cái địa thế của ngôi nhà này, tôi nghĩ đây là một ngôi nhà rất là nổi bật, cũng như là về phong thủy thì rất là hợp lý cho những căn hộ mà chúng ta. Phía trước của ngôi nhà, từ phần hồ nước quý vị các bạn có thể nhìn ra, từ phần cổng ngôi nhà của chúng ta rất là nổi bật, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan tâm một chút về phần nội thất của công trình này quý vị nhé. Đầu tiên thì từ phần cửa bước ra vào thì chúng ta sẽ đến với khu vực phòng khách. Phòng khách thì chúng tôi sẽ bố trí với khu vực bàn sofa, bàn trà, đúng không? Và kệ tivi. Quý vị có thể nhận thấy sự khác biệt ở phong cách. Từ phong cách ở bên ngoài chúng ta sử dụng phong cách tân cổ điển, tuy nhiên với bên trong thì chúng ta lại sử dụng phong cách hiện đại. Nó sẽ không đối nghịch nhau mà nó sẽ tương quan hỗ trợ cho nhau. Với phong cách hiện đại này thì tạo cái cảm giác rất là tiện lợi cho gia đình mỗi khi sử dụng, đúng không ạ? Và những cái không gian của chúng ta nó sẽ không bị nhỏ đi, nó sẽ không bị chia nhỏ không gian. Nếu mà chúng ta làm phong cách tân cổ điển trong này cũng được thôi, tuy nhiên chi phí và giá thành nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Vì thế cho nên là gia đình anh quyết định sử dụng phong cách hiện đại cho phần nội thất của căn nhà của mình. Nhưng mà nó vẫn rất là sang trọng và rất là đẹp, đúng không ạ? Từ những phần bàn trà và những phần sofa thì quý vị có thể thấy chúng tôi đã thiết kế rất là chi tiết và hài hòa cho căn nhà này. Đây là khu vực bàn trà và khu vực tiếp khách của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng những phần hệ đèn như thế này để gia tăng cái vẻ sang trọng của ngôi nhà nhé. Và phần trần của chúng ta cũng sẽ được sử dụng trần thạch cao, cũng như là sử dụng những phần đèn LED downlight để giúp cho cái không gian của chúng ta nó được chiếu sáng rất là đồng đều. Phần kệ tivi của chúng ta cũng được trang trí rất là đơn giản đấy, với phần vách gốp PVC và phần lam để giúp cho không gian của chúng ta nó không bị quá bí và nó không bị quá tối. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực phòng bếp nhé. Phòng bếp này thì cũng được mang hơi hưởng của thiết kế hiện đại với phần kệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới nhé. Và phần kính màu. Đây là phòng ngủ của ông bà. Phòng ngủ của ông bà thì được thiết kế với hai phần giường đơn, phần hệ tủ quần áo cũng như là hệ vách lam chúng tôi trang trí. Rồi vừa rồi là về phần ngoại thất, còn mời quý vị các bạn chúng ta cùng xem qua về phần bản vẽ của công trình này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem về phần mặt bằng định vị công trình. Với phần mặt bằng định vị công trình thì sẽ cho chúng ta biết được khổ đất của chúng ta như thế nào, hình thái đất như thế nào để bố trí công trình ra làm sao cho đẹp nhất. Ở đây thì với cái mũi tên, quý vị có thể nhìn thấy cái phần hoa gió, chúng ta luôn luôn chỉ hướng Bắc, thì ngôi nhà của chúng ta là hướng Đông Nam, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Sân sảnh chính của chúng ta hướng Đông Nam. Ở phía trước của chúng ta cũng sẽ có một cái ao cá rất là rộng. Đây là một công trình cực kỳ là tuyệt vời về địa thế cũng như là phong thủy rồi quý vị nhé. Và phần đường rất là rộng. Chúng ta sẽ bố trí một cái ngõ lối đi, vẫn giữ cái phần ao cá, ngõ một lối đi 4m. Ngõ này thì hợp lý để cho chúng ta có thể là di chuyển kể cả ô tô chúng ta vào nhà, đúng không ạ? Về phần sân thì chúng tôi cũng đã thiết kế khoảng sân rất là rộng với những cái phần cây xanh ở phía sau, ở phía trước nhà và phần tiểu cảnh rất là đẹp rồi. Đó, về từ phần sảnh của chúng ta sẽ cách khu vực mà chúng ta làm tiểu cảnh là 6m8 để tạo cái không gian rất là rộng cho khu vực sân của chúng ta có thể sử dụng. Và hai bên hông nhà chúng ta để ra 4m để trang trí những phần tiểu cảnh thêm. Và cũng sẽ có một khu vực sảnh phụ quý nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua một chút về phần mặt bằng nội thất nhé. Thì công trình của chúng ta với chiều dài mặt trước phần sảnh nhà là 12,6m và chiều sâu là 9m. Thì với công trình với diện tích đâu đó là 115m2, tôi tạm tính nhé. Thì chúng ta sẽ bố trí như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có phần hệ bậc ngũ cấp. Với phần sảnh, khi mà chúng ta bước vào sảnh thì sẽ là khu vực phòng khách kết hợp với sảnh. Với diện tích là 30m2, như quý vị thấy thì rất là đầy đủ để chúng ta có thể trang trí một bộ sofa, đúng không ạ? Một bàn trà cũng như là kệ tivi. Chúng ta cũng sẽ có hai phần cửa sổ rất là rộng và thoáng, được trang trí bởi phần cửa sổ ở đằng trước và cửa sổ ở phía hông. Và tất cả những không gian này ở bên ngoài chúng ta đều trang trí những tiểu cảnh nhé. Cho nên những cái khu vực phòng khách mà chúng ta tiếp khách ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn ra khu vực ngoài rất là rộng và thoáng.
Phòng khách và sảnh này thì sẽ liên kết với khu vực phòng bếp và phòng ăn với diện tích là 21m2. Như tôi đã nói thì chúng ta sẽ làm kệ tivi với phần vách lam để ngăn cách, tuy nhiên thì không gian của chúng ta nó vẫn rộng, vẫn thoáng quý vị nhé. Và khu vực bếp ăn này thì sẽ đổi cho chúng ta trang trí một khu vực bếp ăn hình chữ L rất là hiện đại. Và tất nhiên vẫn sẽ có những cái phần cửa sổ để giúp cho khu vực bếp ăn này không quá tối và không quá bí. Chúng ta cũng có hai không gian phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên là phòng ngủ dành cho ông bà với diện tích là 15,6m2, có một nhà vệ sinh khép kín bên trong rộng 3,5m2 quý vị nhé. Và không gian phòng ngủ này thì chúng tôi cũng thiết kế đủ để đặt hai chiếc giường đơn rất là tiện dành cho ông bà đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có phòng ngủ số 2 rộng 14,8m2 rất là rộng rãi và thoải mái nhé. Với không gian ngôi nhà như thế này, bố trí hai phòng ngủ, khu vực bếp ăn, khu phòng khách thì tôi đánh giá đây một không gian rất là tiện lợi. Rồi chúng ta sẽ đến với khu vực tầng 2. Tầng 2 thì chúng ta sẽ được bố trí với 3 phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên thì cũng diện tích 14,8m2, nó sẽ đồng trục với khu vực phòng ngủ ở phía tầng 2. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một khu vực sân chơi rộng 14m2 ở khu vực ngoài. Khu phòng thờ là khu vực mà được chọn phong thủy đẹp nhất ở ngôi nhà này, ở tầng 2 đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một ban công ở phía đằng trước. Và quý vị lưu ý, với khu vực phòng thờ thì ở phía vị trí tầng 1 của chúng ta thường ở những khu vực phòng khách, phòng sảnh, chứ chúng ta sẽ không để phòng ngủ hay là bếp hay là nhà vệ sinh quý vị nhé. Và khu vực phòng ngủ số 4 cũng sẽ có một nhà vệ sinh khép kín, đây được coi là một phòng ngủ master. Tuy nhiên, tôi thì tôi yêu thích phòng ngủ số 5 hơn, bởi vì phòng ngủ số 5 này thì sẽ có một ban công ở phía ngoài rất là tiện lợi mỗi khi chúng ta có thể là đặt bàn trà, những ly cà phê ở bên ngoài đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và tầng 2 này thì cũng sẽ có một nhà vệ sinh với diện tích là 3,5m2. Quý vị có thể để ý một chút là từ tầng 1, tầng 2 chúng ta sẽ để khu vực nhà vệ sinh của chúng ta được thiết kế khá là tương đồng với nhau để giúp cho chúng ta dễ dàng đặt việc đặt là hộp kỹ thuật cũng như là đi đường nước. Với mỗi một công trình của Mark Home thì đều được gia chủ rất là tâm huyết cũng như là đặt niềm tin nơi kiến trúc sư. Cho nên là thực sự chúng tôi luôn làm 100-200% sức lực của mình để làm sao đưa được những cái thiết kế đẹp nhất cho gia đình. Như quý vị thấy thì phần mặt đứng của công trình này thì với công trình của chúng ta là hệ bậc ngũ cấp, cho nên là chiều cao từ phần sân lên đến phần cốt 00, tức là phần sàn này 750mm. Với phần chiều cao tầng 1 là 4,1m, chiều cao tầng 2 là 3,9m và chiều cao mái là 2,1m. Với công trình này thì nhìn cực kỳ là bề thế và hài hòa đúng không quý vị và các bạn? Vâng, và tiếp theo đó chính là phần mặt bằng bố trí cửa. Nhà cao thì cửa rộng đúng không ạ? Hãy xem kiến trúc sư của Mark Home bố trí phần cửa công trình này như thế nào nhé. Phần cửa chính của chúng ta sẽ có kích thước là 2m7 nhân với 2m8. Với phần cửa sổ của chúng ta có kích thước rất rộng là 2m2 nhân với 1m9. Với phần cửa sổ ở khu vực bếp ăn với kích thước rất là rộng là 1m70 nhân với 1m9. Và khu vực phòng khách của chúng ta là 2m2 nhân với 1m9. Phần cửa đi của chúng ta là kích thước 1m nhân với 2m8. Tất cả những con số này thì chúng tôi đã đều tính toán rất là kỹ lưỡng dựa trên những cái thông số chiều cao như là chiều rộng của ngôi nhà để làm sao ngôi nhà của chúng ta luôn đảm bảo cái không khí rất là thoáng, rất là sáng và phù hợp với cái hình thái của ngôi nhà của chúng ta. Dạ, khu vực phòng thờ của chúng ta thì cửa với thông số là 1m7 nhân với 2m8. Với những phần cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi thì thiết kế hai phần cửa sổ nhỏ với diện tích là 850 x 1m9. Và chúng ta cũng sẽ có những phần cửa sổ ở khu vực vệ sinh để giúp cho cái khu vực vệ sinh của chúng ta nó được thô thoáng và tránh cái hiện tượng là ám mùi. Với cái phần ngoại thất của công trình đó là kiến trúc tân cổ điển, cho nên quý vị có thể nhận thấy được những cái phần cửa sổ của chúng tôi đều thiết kế những cái phần cửa sổ hình vòm nhé, rất là chi tiết. Và ngoài ra những cái chi tiết về phần phào, phần chỉ, phần đắp vẽ, lan can, quý vị cũng có thể ý ở những cái phần bản vẽ chúng tôi để trên màn hình nhé. Quý vị khán giả thì hay thắc mắc là vậy thì với những công trình của Mark Home thiết kế đẹp như vậy thì ra thực tế như thế nào? Thì mời quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta cùng theo dõi về công trình của nhà anh Huyền nhé. Đây là công trình mà chúng tôi đang chuẩn bị hoàn thiện phần thô, tức là phần sơn và phần mái của công trình đã hoàn thiện xong rồi. Còn những phần lan can và những hạng mục khác thì chúng tôi đang hoàn thiện. Đây quý vị có thể nhận thấy phần sơn rất là đẹp, hình thái của công trình đã được định hình rồi. Còn đây là công trình khi mà đã hoàn thiện về phần thô để bàn giao cho gia chủ. Quý vị có thể nhận thấy được cái công trình của chúng ta đúng không ạ? Với phần ao cá rất là đẹp, khu nhà bên cạnh đấy. Đây là hình ảnh thực tế của công trình rất là nổi bật so với rất nhiều những công trình ở xung quanh đúng không ạ? Và nếu quý vị yêu thích những công trình của Mark Home hoặc là mong muốn Mark Home thiết kế cho quý vị và các bạn một căn nhà như vậy, hãy nhanh tay gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi nhé. Đội ngũ kiến trúc sư của Mark Home sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.